Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 12 game. Các bạn cùng nhau phá game đầu tiên nha. Slenderina The School. Let's go. Ok. Mình sẽ đi bên tay phải ở trước. Mở các phòng đấy ra, xem có gì không. Một món đồ đầu tiên. Ở đây các bạn phải tìm 8 cái này, sau đó thì các bạn sẽ ghép vào trong phòng cuối cùng. Lúc đó thì điện sẽ hoạt động, sau đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi đây. Đặt cái này lên. Ok. Wow. Xong phòng tiếp theo. Let's go. Không có gì ở đây. Không có chìa khóa luôn. Wow. Oh my god. Rồi và mình sẽ sang lan can bên tiếp theo. Ở đây không có gì này. Phòng này nào. Món đồ thứ hai. Không có gì luôn. Ok. Khi các bạn tìm hết ở tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên tầng 2 tìm tiếp. Ok, phòng bếp. Cũng không có gì luôn. Oh my god. Phòng ăn. Rồi, let's go. Sang căn tiếp theo. Oh my god. Ok, phòng tiếp theo nào. Wow, let's go. Sau đó các bạn sẽ lên tầng 3. Xem có gì trên tầng 3 không. Tiếp tục chăn vào. Ok, và mình sẽ xuống phòng cuối cùng ở dưới tầng 1 này. Các bạn phải tìm đủ 8 món đồ, sau đó các bạn mới lắp được đủ vào cái nguồn điện. Ok, và chỗ lắp thì ở đây. Khi không thấy thì các bạn lại tìm lại, bởi vì đôi lúc nó sẽ rơi rớt ở trong vào một cái ngăn góc nào đó. Ok,
sau đó thì các bạn sẽ tìm lại tiếp. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai. Let's go. Những chiếc cửa nào mà những ngăn kéo nào phát sáng thì các bạn có thể mở ra được. Còn những cái nào không phát sáng thì sẽ không mở đâu. Rồi mình sẽ sang căn phòng thứ hai. Ở đây thì con ma này thì nó sẽ không vào được trong từng phòng một. Nó chỉ đi được ngoài hành lang. Cho nên khi các bạn gặp nó thì các bạn chỉ cần vào trong căn phòng của nó thôi là các bạn sẽ trốn được khỏi nó. Nó sẽ không bắt được các bạn. Còn nếu mà các bạn ở ngoài hành lang thì chắc chắn 100% thì nó sẽ le được và nó bắt được các bạn. Ok, mình sẽ vào phòng này tiếp theo. Tiếp tục thu thập những con mắt. Rồi, tiếp đến là cái nào. Wow, nó đang gần đây. Cho nên là có những cái phát sáng như thế này. Nó đang ở tầng hầm rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2. Tiếp tục thu thập đủ 20 chiếc túi. Và các bạn phải thu thập tất cả những chữ số. Ok, phòng này hết rồi. Xong đây tiếp theo là let's go. Như bà ta gần đây. Sau đây có tiếng thở dốc như vậy. Xem về đây là về địa điểm nào. Về địa điểm tầng 1. Bà ta ở tầng 1. Ồ, bà ta chắc xuống tầng hầm rồi. Bà ta vẫn đang tầng hầm. Khi bà ta lên, các bạn lại xuống tầng hầm và tìm tiếp. Rồi ok, và mình sẽ sang tựa game thứ 3, Roblox. Big Eye, Pop 2, Chapter 3. Wow, lại còn hơn 4 phút thôi. Ở đây thì anh chàng lại cần một quả táo để các bạn có thể dùng anh ta đánh cho ông Big Guy mà đứng lại mất tầm 20 giây. Wow. Chạy thôi. Ở đây chắc không có gì rồi, mấy anh chàng này ra ngoài luôn. Wow, con này nó neo mình. Chạy luôn. Rồi các bạn chỉ cần đứng lại trong vòng 5 giây. Rồi, đã thoát rồi. Xuống đây nào. Wow. Không có gì đây. Rồi mình lại sang phòng kế tiếp. Cái này là một tấm thẻ. Pika đang ở bên kia.
Không biết nghe anh chàng nào đó. Chết rồi, bà ta đang leo mình. Oh my god. Ok, mình sẽ đi theo những anh chàng này xem như thế nào. Không biết họ đã mở được cánh cửa chưa. Có thể là chưa. Các bạn né anh chàng này rất đơn giản thôi. Không đen là các bạn đâu. Chứ khi các bạn để lỗi. Ho ho. Các bạn thể chơi đùa anh Big Guy này. Chơi đồ bắt luôn. Bắt rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Granny Chapter 2. Play. Let's go. Ok, mình sẽ lên luôn trên tầng. Không có gì ở đây. Ông già đây rồi, I see you ấy. Giữ cho bà ta xuống luôn. Oh my god. Rồi bà ta xuống rồi, lúc đó các bạn sẽ lên trên tầng luôn. Ở đây mình sẽ xem ở đây có gì không. Không có gì. Ok. Rồi các bạn đã có vũ khí trên tay. Các bạn không phải sợ gì cả. Cho bà này vào, sau đó thì mình sẽ tiêu tập bà ta. Ok, chúng ta làm xuống, sau đó các bạn lấy chiếc chìa khóa này. Rồi, căn phòng này mở ra. Ok. Không có gì đây, tài thật. Xuống đây xem nào. Một bức ảnh. Ok. Cất luôn bình xăng này vào trong ngôi nhà kia. Cái này các bạn sẽ phải đi lái máy bay mới thoát được khỏi đây. Mình sẽ cầm khẩu súng này. Trong này không biết có gì không. Không có gì luôn. Wow.
Ok. Phải có vòi nước thì các bạn mới làm gì được. Phải cho nước đổ xuống, chảy xuống. Mình phải tìm cái cờ lê. Đây rồi. Sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Lúc này có một con thủy quái. Phải cho nó chảy xuống luôn. Rồi, let's go. Oh my god. I see you. I see you. Oh my god. Ấn rồi mà sao ông ta không biết gì. Tài thật. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ năm. Sự quan hô đồ. Lột xác. Wow. Anh chị và anh chàng này. Ok. So ok, và mình sẽ sang tới game ma tiếp theo. House of Slenderina. Play video. Và các bạn chỉ có một chiếc đèn pin vào trong một căn nhà, một ngôi nhà ma rất là rộng luôn. Ok, mình sẽ mở cánh cửa đây ra xem nào. Tiếp tục. Wow, có gì đây? Một chiếc chìa khóa đang ở kia. Ok, mở cánh cửa đây nào. Một mảnh giấy đầu tiên. Chưa thấy con ma xuất hiện. Wow, nó xuất hiện rồi. Vừa nhắc đến cái là nó xuất hiện luôn.
màu thứ hai. Màu thứ ba, ok. Đây là căn phòng của ông Quỳ. Ông này là chồng của bà Ma kia. Tiếp tục đi sang đường bên này. Khi các bạn tìm hết ở tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ lên tìm tầng 2. Wow. Một chiếc chìa khóa. Chỗ này không có gì. Tiếp tục thì mình sẽ lên trên tầng 2. Các bạn cứ đi thẳng đường này là sẽ có một đường đi vào tầng 2. Nhưng mà mình sẽ tìm xung quanh đây xem có gì cũng đã. Wow, một con ma vừa ngó ra. Biết đâu lại có cái gì trong này. Không có gì. Mẩu thứ 4. Mẩu thứ 5. Mình sẽ vào phòng bếp xem thế nào. Biết đâu trong phòng bếp lại có cái gì đó. Phòng bếp rất là rộng luôn. Nhưng mà không có gì. Wow wow wow. Có một chiếc chìa khóa. Ok, đó các bạn cứ đi xung quanh tất cả các tòa nhà. Sau đó thì tìm tất cả là màu 8 màu giấy. Rồi các bạn ghép vào và tìm điểm đường thoát ra khỏi đây. Rồi các bạn sẽ lên tầng 2. Ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Stickman, Equip Line. Let's go. Một chút bật lửa. Đốt cháy lên để xem có được gì không. Nhưng ai ngờ không được cứu mà lại còn bị cháy nhà luôn. Tiếp tục là cái này. Này như là một lọ thuốc độc. Không phải lọ thuốc độc, mà chính là lọ thuốc để các bạn uống vào và các bạn sẽ đi xuyên. Nhưng lại cứng đơ người, không cử động được. Wow. Đến lúc hết tác dụng thuốc thì lại không cử động được. Ok, mình sẽ chọn cái này đi. Stop. Boom. Oh my god. Ok. Tiêu diệt anh chàng này. Rồi, let's go. Đi thôi. Ok. Mình nhìn cái mũ này mình giống như cái trong sóng xe của Doraemon. Thôi vào đây là đứt rồi. Bụp. Mình sẽ sang phòng này đi. EOS UE. Ok. Wow, cô bé này thích luôn. Xuống thoát ở đây nào. It's ok, và mình sẽ sang tới lên tiếp theo. Slender Rising. Mình sẽ vào đây đi. Xem trong này là gì. Wow, rất là tối luôn. Cái này như là một khu... một tòa lâu đài đó bỏ hoang à. Không biết có phải tòa lâu đài không. Không phải. Đây như kiểu là một cơ quan nào đó rất là to. Đã bỏ hoang ở đây khá là lâu rồi. Ở trong cái này các bạn sẽ phải đi săn lùng những con ma. Tất cả là có 7 con ma. Các bạn phải đi tất cả các bạn xung quanh map ở đầu này. Sau đó tìm tại 7 con ma và các bạn săn lùng và chụp ảnh nó. Thì ở trong này sẽ có Slenderman. Khi gặp Slenderman thì các bạn phải quay đi thật nhanh, tránh cho ông ta nhìn thấy các bạn. Đây như kiểu là một bệnh viện hoặc là một nơi nào đó bỏ hoang. Tiếp tục đi sang đường bên này. Wow, ở đây là đường của cung rồi. Wow, gần đây có một con. Không biết kịp không.
tìm được rồi. Nó hình như lại ở chỗ ngoài đường. Chỗ này rất là khó tìm, rất khó tìm đường ra. Mình sẽ phải đi đường này xem thế nào. Nó cứ đi lòng vòng rồi. Chết, không có lối thoát luôn. Đây, đi đường này xem. Có thể là ông ta đang gần đây. Đây, cụt nhá. Trong này rồi. Đây là tìm những bức hình, chứ không phải là tìm những con ma. Mình nhầm với lại tựa game Slender 2. Đây là Slender Rising. Tức là các bạn phải đi xung quanh để tìm những bức hình. Ok, sorry. Rồi, và các bạn sẽ đi tìm tiếp những bức hình còn lại. Xem nó ở chỗ nào. Ở đây gần đây có một cái nữa. Chắc chắn sẽ nằm ở chỗ này. Đây rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tiếp. Rồi, ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang tập tiếp theo. Please. Chết rồi, may không sao. Còn giờ một tẹo nữa là mình đã ra đi. Ok, thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go. New game. Start game. Ok. Những cái này mở không biết là có phải mua bằng tiền không. Ở từ cái này thì các bạn sẽ hóa thân là một những anh chàng gọi là tiêu diệt những con mối, những con nhện, những con khổng lồ. Cái này theo mình nghĩ là ở trong một vùng Bắc Cực nào đó. Cánh cửa này có mở được không? Không mở được. Mình sẽ đặt khẩu súng này lên. Đặt súng với đạn này lên. Sau đó thì mình sẽ lên trên này đi. Cúi xuống nào. Ok.
Đó, vào bên trong. Wow, không biết con quái vật ở đâu đây. Quái thú như kiểu bọ cạp không hẳn. Rồi đi sâu tiếp vào đây nào, rất là nguy hiểm. Cái gì đây, không nhặt được. Chỗ này tối lắm, mình sẽ đi bên này đi. Oh my gosh. Кажется, придется прыгать. Đây có một quái thú, xử lý luôn. Xít mình bị nó cắn một phát. Rồi, ra đây rồi. Whoa, whoa, whoa. Còn hai viên thôi, không biết làm sao nữa đây. Nó xuất hiện nhiều quá, nó không biết là làm gì nữa. Ở đây có hai lối, đi lối nào? Lối bên này thì tổ om rồi. Đi lối nào đi. Oh my gosh. Đây chắc là con bá chủ của nó rồi. Theo mình nghĩ con này là con cuối cùng. Oh, đã xong phần 1 và các bạn có thể chơi tiếp phần 2. Ok, rồi và mình sẽ sang cái game tiếp theo, Granny Shuttle 1. Let's go. Wonder. So, ok. Chắc chắn bà ta dịu xuống được này. Rồi mình sẽ đi cửa sau này xem có gì không. Oh my gosh, bà ta phát hiện ra mình thật là nhanh. Bà bột mình phải điên lại rồi.
may sao có cái đường đi nhanh như thế này. Cái gì đây? Nhặt luôn. Mình sẽ ném vào bà ta, xem bà ta có gì không. Không việc gì. Mà cái này không ném được. Ok. Wow, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Mito Grandi. Đây là một ông báo tiếp theo. Nhìn giữa ông ta rất là hung dữ. Ok. Skip. Vừa nãy là mình chui qua cái lăng. Sau đây mình ngã luôn xuống đây. Wow, toàn thịt heo và bia. Nhà này rất là bẩn thỉu. Đồ đạc gần như hỏng hết rồi. Ở đây có gì không? Không có gì. Ông ta đang leo mình. Oh my god, bị đẩy ra. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.